Những thuận lợi trong công cuộc kháng chiến chống Pháp và sự lớn mạnh của Liên Xô và các nước Đông Âu là điều kiện lịch sử cụ thể, đặt ra cho Đảng ta các yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh đường lối cách mạng Việt Nam, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi, đặc biệt là yêu cầu Đảng phải ra công khai lãnh đạo cách mạng. Với những thời cơ và thách thức đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng đã được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 năm 1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đại hội đã thông qua nghị quyết khẳng định đường lối đoàn kết toàn dân, kháng chiến trường kỳ giành độc lập, dân chủ là hoàn toàn đúng. Đảng cần kiện toàn thêm sự lãnh đạo, tập trung lực lượng lớn hơn, đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Phải xây dựng Đảng Lao động Việt Nam có chính cương, điều lệ thích hợp với hoàn cảnh Việt Nam và sẽ xây dựng những tổ chức cách mạng thích hợp với hoàn cảnh của Cao Miên và Lào. Báo cáo về vấn đề cách mạng Việt Nam đã phân tích tính chất của xã hội Việt Nam sau cách mạng tháng 8 và trong kháng chiến chống Pháp là một xã hội phát triển không đều. Một xã hội có 3 tính chất, dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiến. Trong xã hội đấy chứa chấp những mâu thuẫn sau. Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược. Mâu thuẫn giữa số đông nhân dân với địa chủ phong kiến. Mâu thuẫn giữa lao động với tư bản trong nước. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược là chính. Nó đã diễn ra dưới hình thức quyết liệt, đó là chiến tranh. Cho nên đối tượng chính của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa đế quốc và thế lực phong kiến. Kẻ thù cụ thể trước mắt của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa đế quốc xâm lược, thực dân Pháp, can thiệp Mỹ và bù nhìn Việt gian phản nước, đại diện quyền lợi cho đại địa chủ, phong kiến phản động và tư sản mại bản. Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là tiêu diệt bọn đế quốc xâm lược, đánh đổ bọn bù nhìn Việt gian phản nước, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập và thống nhất, xóa bỏ những dư tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại hội quyết định, do nhu cầu kháng chiến, giai cấp công nhân và nhân dân mỗi nước, Lào, Campuchia, cần có một đảng riêng. Ở Việt Nam, đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương mới, gồm 19 ủy viên chính thức. Ban chấp hành đã cử ra Bộ Chính trị, có 7 ủy viên chính thức, gồm các đồng chí Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Chí Thanh và một ủy viên dự khuyết là đồng chí Lê Văn Lương. Chủ tịch Đảng là đồng chí Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư là đồng chí Trường Chinh. Dưới ánh sáng của đường lối đúng đắn, Đại hội lần thứ 2 của Đảng và các nghị quyết, Hội nghị Trung ương, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cải cách ruộng đất, đẩy mạnh kháng chiến, giành nhiều thắng lợi trên các chiến trường cả nước trong chiến dịch Đông Xuân, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ. Lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, đưa đến thắng lợi hội nghị Geneva, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam.